bố của danh hài Hoài Linh qua đời. Trên các trang cá nhân, rất nhiều nghệ sĩ đã đồng loạt chia buồn về sự ra đi của bố danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Ông đã qua đời vì già yếu, thọ 85 tuổi. Ông Võ Tòa, bố của danh hài Hoài Linh, sinh năm 1936, đã qua đời lúc 20 giờ 18 phút ngày 6 tháng 10. Các ca sĩ nghệ sĩ như Thoại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Văn Long, Ngân Quỳnh, Nam Thư, Khải Như, Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Vũ Hà, Nguyễn Hồng Nhung, Lệ Quyên đã gửi lời chia buồn đến gia đình danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho biết bố mẹ của anh ở tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã dành hết tất cả thời gian để lo cho sức khỏe của bố tôi. Rất nhiều lời động viên của đồng nghiệp khán giả dành cho bố tôi trong thời gian điều trị bệnh đau tim, đau bao tử. Nhưng do sức khỏe ngày càng yếu dần, bố tôi đã qua đời trong niềm thương tiếc của gia đình. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bày tỏ. Danh hài Hoài Linh cho biết bố anh muốn ở Việt Nam an dưỡng tuổi già và ông cũng có nguyện vọng được yên nghỉ tại quê nhà, trong vòng tay thương yêu của danh hài Hoài Linh. Hầu hết những lần ông và vợ có mặt ở quê nhà, các show diễn hoặc ngày sinh nhật của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ông đều dự, ngồi xem đến cuối chương trình. Bố tôi hạnh phúc nhất là nhìn khán giả cười và vỗ tay tán thưởng cho các nghệ sĩ tham gia show diễn. Đó là liều thuốc bổ quý nhất mà ông cần trong cuộc sống tuổi già, danh hài từng tâm sự. Gia đình danh hài Hoài Linh có tất cả 6 người con, 3 trai 3 gái. Hoài Linh là con thứ 3 và là con trai trưởng trong gia đình. Trong đó có 3 người tham gia nghệ thuật là ca sĩ Phương Trang, danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Bố mẹ của Hoài Linh từng có thời gian dài định cư tại Mỹ. Cuối năm 2020, ông bà có góp mặt trong live show Uyên Uyển của ca sĩ Dương Triệu Vũ.